Ngày 18 tháng 4, Hà Siêu Liên và Động Kiêu chính thức tổ chức hôn lễ tại đảo Bali, Indonesia. Trong các bức ảnh cưới được đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện bố mẹ Động Kiêu, mẹ và cậu của Hà Siêu Liên đều có mặt tại Bali tham dự hôn lễ. Như vậy, thông tin gia tộc ông vua sòng bạc Macau không xuất hiện tại Bali mà truyền thông đăng tải trước đó là không chính xác. Trước đó, tối ngày 17 tháng 4, cả hai đã tổ chức tiệc trước ngày cưới để chiêu đãi khách mời đến sớm và cũng là dịp để cô dâu chú rể chia tay thời gian độc thân. Những hình ảnh của buổi tiệc ngay lập tức khiến dân tình phải suýt xoa ngưỡng mộ vì độ xa hoa, lung linh tựa cổ tích. Trong buổi tiệc này, Hà Siêu Liên lộ diện với vẻ rạng người, liên tục mỉm cười, không thể giấu nổi niềm hạnh phúc. Cũng trong ngày 17 tháng 4, bạn bè và truyền thông Trung Quốc đã nhận được thiệp mời, quà cưới từ cặp sao. Hà Siêu Liên và Động Kiêu có mặt ở địa điểm tổ chức hôn lễ vào ngày 16 tháng 4. Họ chụp ảnh cưới, giám sát và đốc thúc công tác chuẩn bị. Nơi cử hành lễ cưới của cặp sao là khách sạn 5 sao Sixen Uluwatu, nằm ở vách đá phía nam hướng ra Ấn Độ Dương. Theo HK01, phòng đơn rẻ nhất của Sixen Uluwatu khoảng 872 đô la Mỹ một đêm. Căn hộ có 2 hay 3 phòng ngủ giá khoảng từ 1.800 đến 2.900 đô la Mỹ. Phòng tổng thống giá 9.300 đô la Mỹ một đêm. Hiện tại 180 phòng của khách sạn đã kín chỗ để phục vụ cho đám cưới 3 ngày 2 đêm của Hà Siêu Liên. Ai nữ chùm sòng bạc Macau đã thuê 120 bảo vệ và nhờ cậy cả lực lượng cảnh sát địa phương phối hợp để đảm bảo sự riêng tư cho hôn lễ. Trang tin cho biết, lễ cưới sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt. Các phương tiện di chuyển vào địa điểm cưới, kể cả khách mời có thiệp đều phải kiểm tra danh tính, giả soát chặt chẽ. Đám cưới của Hà Siêu Liên và Động Kiêu có khoảng 100 khách mời. Toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại của các vị khách trong sự kiện đều do hai nghệ sĩ chi trả. Theo truyền thông Hồng Kông, Hà Siêu Liên nhiều khả năng sẽ nhận của hồi môn lên đến 500 triệu đô la Hồng Kông, tức là khoảng 63,6 triệu đô la Mỹ từ gia tộc. Nếu sinh con, cô sẽ lần nữa nhận món quà tương tự.